xài được lắm mà, nó bằng cái sức bằng vàng 24 em. Đây mà sức serum 24 không có gì ứng nghiệm xài được. Đây. Dưỡng da. Đây, serum dưỡng da của chế đây, trắng da, xe khít lỗ chân lông, chị nắm chị thăm luôn, nó có đặc trị luôn. Serum này hôm nay mua 2 chai tặng 1. Bình thường em bán 2 chai cũng 500, hôm nay chỉ mua 2 chai em tặng 1 chai. Và cái chai serum này có rất là nhiều người xài rồi. Chai này là rất là nhiều người xài rồi. Đó, em có cái loại này nha. Rồi còn cái loại serum vàng 24K nữa. Mà serum vàng 24K không có tặng. Serum vàng 24K 1 chai 500 khoai, 2 chai 800 luôn cho chị. 1 chai 500, 2 chai 800. Dạ có ủ tóc luôn chế ơi, có ủ tóc luôn. Đây. Ủ tóc collagen 2 hộp 2 bịch 500 khoai. Ủ tóc collagen 2 bịch 500 khoai. Em xài cái serum này em thấy ok nè. Còn cái nhưng mà phải chế xài thử coi, tại vì em thấy có nhiều chị cũng họ cũng xài. Có cái chị xuyên gian bé á, em nói lắc nữa chị đó lên giờ, chị đó mua lần 10 chai cho cả dòng họ xài. Gì anh chị em thiệt mà, chị đó nói với em đó, mua xài thấy được rồi nên mua lần 10 chai về cho hai chị của chị ở Việt Nam đó. Chắc chị đó về Việt Nam rồi. Còn cái serum này, serum vàng 24K này là khỏi lo nha. Hàng này là của Hàn Quốc, khỏi lo. Còn như cái serum Moxen này là em hôm bữa em có xài rồi. Coi chế hết loại nào. Nhưng mà serum Moxen là mua 2 chai thì mới được giảm, mua 1 chai không có giảm. Còn serum vàng à, cái serum đó, quên. Serum vàng á mua 2 chai mới giảm, 1 chai không có giảm. Còn serum Moxen thì mua 2 chai tặng 1, chỉ là hôm nay thôi vì em nghỉ mấy bữa miệng em nó đau. 3 bịch 700 và em còn có 2 bịch rồi chị. Bên em toàn bán 2 bịch, 2 bịch không bán 3 bịch 700 được.